Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay cuối tuần gia đình có cái bữa bữa họp gia đình nhỏ nhỏ, sẵn mừng sinh nhật má, sẵn kỷ niệm ngày cưới luôn, ké theo thôi. Hôm nay gia đình làm mấy món nướng rồi nấu cháo, mời gia đình, mời cô chú anh chị mình cùng tham gia chơi cho vui nha. Lần đầu tiên thấy bạn này nấu nướng nha. Thằng củi có cây đó dễ cháy không ạ? Cái cây dầu gì mà? Cây dầu á. Lấy cái dĩa luôn đi ơi. Này là tôm gì má? Móng mua tôm càng. Hai mày ra tôm càng. Hai mày nói tôm càng cái đầu nó bự chứ mình. Tôm càng bữa nay mà chợ cũng không thấy nữa. Bữa hổm là thấy nó bán ngon lắm, sống luôn rồi. Hồi nữa mình chấm bù tạt. Nướng bếp than lúc nào cũng hấp dẫn hơn là nướng bếp điện. Bếp than nó thơm hơn. Ô hồi bò mình nướng đây luôn hay sao má? Bò má thấy nó cũng lẹ, nướng kia. Nướng kia nướng này nó gớt xuống. Nướng kia chứ này cái dĩ nó to quá. Anh cắm bếp chưa anh? Cắm là kêu cho anh nướng cái bò giùm em đi với cái thịt nướng rồi xong rồi cái ấy nó qua một bên một chút nó là cho ấy ra cho nó nóng lẹ. Vợ chồng ngồi làm mình đã nó ngồi nó nướng không được, nướng sao chín nổi. Nó má bị má không làm á. Khét khét nghe mùi thơm ngon. Đó bữa nay nó cũng thái vậy á. Con làm bù đạp chưa? Rồi mà. Làm muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh để rang muối. Trời ơi. Có muối gió nó làm tái như rang, con rang nó đen thu thù lùi á. Giờ là nướng bò cuộn nấm kim chi. Ủa kim châm chứ. Lấy cái dĩa nữa rồi. Đây. Số 1 rồi tái rồi. Nướng lâu quá nó dai. Cái dĩa bự á mày, dĩa này nhỏ. Nãy mình chở liền để chở đi cái đầu tiên để hồi nó dài. Chở không chín lắm á. Nó nóng lại chín nè. Mình chở đều á, chín đều. Để hồi nó dai mình cắn không được. Làm gì đồng? Sao? Hả? Nó sôi lên. Khô khô dầu à?
Khô hả thầy Hội? Khô. Có nè. Ngồi đấy. Xin ra. Một con một. Ủa chiều nay nó lại đi tiếp không vậy? Thôi khỏi để chị nó, cái nóng nó ra nước nó chín. Cái bếp này nướng nó sạch. Nướng mà phải dằn này chứ sao? Ông nói của Hương là 12 giờ tới mới tới mà. Hơn 12 giờ. Rồi cái thịt nướng ba rọi nướng rồi. Chắc hơi nhỏ hả? Ai? Trời ơi. Này gọi con hú dừa trộn với bao tử. Bao tử với củ hủ dừa, tí cà rốt cho nó có màu sắc. Xong rồi bóp muối. Giác khô. Chanh, tỏi, ớt. Trộn đường. Rau răm nữa. Rau răm. Cái này nó là có tí tôm tươi nữa, tôm khô, tôm tươi nữa. Là con tôm còn sống không? Không, nó con tôm ấy chứ không phải tôm khô, nhận tôm á. À, tôm luộc. À, tôm luộc á. Cái gỏi đang với cái bánh tôm này không? Bánh phồng tôm này không? À, gỏi ăn bánh phồng tôm. Làm gì nữa? Con này là cháo cá lóc với nấm bào ngư, nấm gơm, tôm, cháo cá lóc hải sản. Bữa nay hoành tráng nha. Mời cô chú anh chị mình tham gia chơi cho vui nha. Cái lóc thì vớt ra rồi, để hồi nó nát mình vớt ra trước. Này hai con cá lóc. Bây giờ là tới công đoạn sắc bầu nhuyễn để mình để vô cháo ăn. Xây quá. Nhìn sắc là biết chuyên nghiệp rồi đó. À, gì anh? Ghê thiệt. Cắt người ta lấy cái dao bự người ta cắt nó dễ. Nhưng cho nhỏ siêu, chừng nào cũng xong. Nhìn mặt đầu bếp chuyên nghiệp thiệt. Căng thẳng không? Món này giống như bữa hôm ăn ở Trần Bình Trọng, cháo cá lóc Trần Bình Trọng. Anh chị nếu mà chưa xem thì xem thử món này lạ lạ nha. Mình thường để rau đắng thôi, nay có thêm bầu nữa. Đây này để nhiều rau đắng. Để đi. Rau đắng mọc ở ngoài đồng, chung rau đắng mọc sau hè. Còn rau đắng sau hè nó nhỏ xíu à, nó không mọc như vậy. Mực nữa nha. Quay trở lại ăn với uống. Đang làm gì không? Quê chui ủng hộ gì vũ ta? Đặng Lê Nguyên Vũ. Đặng Lê Nguyên Vũ để có để làm gì để được nhiều tiền? Rồi sau này thì mới hỏi lại cái câu là nhiều tiền để làm gì?
giờ mình làm nước chấm wasabi cho ăn với tôm nướng. Không quá. Rồi để miếng nước tương vô nữa. Thôi bỏ cắt đi nha, hay đủ rồi nha. Đây chén tương này. Sập vô. Ít thôi, vừa thôi. Ủa mốt còn dở không mày? Để càng nước tương càng ngon. Mình quậy lên. Cái wasabi này cái mà loại chính thống của Nhật Bản rất là cay, rất là thơm. Mà này càng ăn càng ghiền. Đây trứng bắc thảo mình ăn với cháo. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng tham gia chơi cho vui nha. Đây này con dầm vô cháo rồi con. Cái này mà bỏ đây luôn đi. À. Để vô đó mình sẵn nha. Múc con cá không ơi, hai lần sao đó, để vô cái mình dầm vô cháo nó béo ngon. Cái tay bóp ra. Sống cắt dạ. Đây xong cắt nó dạ. Bởi đó sẵn rồi mà. Nó tại cái dao chín chín. Ngoài phố đó chín cũng bán như vậy nè. Tô cháo với cái trứng 20.000. Dạ. Có một cái kia không? Hả? Cái trứng mà em làm ngâm nước bắn nó mới đen vậy đó. Chắc em chết quá. Bí quyết người ta. Mà ăn lâu không thua. Mà làm này cực lắm, mình gói đất luôn nữa. Cái xào, cái đồ, cái đi cả tuần luôn. Có lì mà để trong đó hả? Thôi mày để nhiều quá chặt bạn mày. Nên ruột. Con ơi, nó bầu để qua đi, chừng nào ăn cháo mà đem bầu. Ngồi đi Thành, ngồi đi. Ngồi đi, chứ có Thành, ngồi đi, thay đau đi. Chú đi tay rồi. Chị nó xách qua cái gì đó. Bia. Ủa lại bia nữa hả? Tại vì là sống tủ bia đây thì thay ngơ thì. Ngồi con. Em thì nhiều. Ngồi đi thôi, ngồi đi, ngồi ăn đi rồi tá. Chứ ăn ăn nè, thường ngồi ăn sực nè. Có 4-5 món luôn á. Coi nhiều lắm á. Bây giờ mực cũng có rồi, nhưng mà chưa có làm một cái ăn gì hết lên rồi. Còn cháo, ổ cháo nữa. Em tự sướng. Em tự sướng. Ngồi. Ngại gì vô ngồi con. Ba ngồi ba để ăn gấp cho ba. Còn ngại đâu, ngại được chưa thì xì gì. Tháng có 2-3 triệu đưa. Đây cái này nó dính gì vậy? Thì có đó bú với nướng cái gì? Hợp nó. Bà có giường chè chưa? Có giường uống gì không? Heo nướng. Ngoại bệnh là nướng chè. Ngoài bệnh rồi. Ngủ giường. Ngủ cháo. Chiều còn tăng nữa nha. Đi anh ba. Ngồi nó rồi à. Nhiều độ quá. Chứ có thể ở quê. Cô ngồi cuốn coi. Cuốn thịt nướng. Chén đủ chén chưa? Đủ rồi mà. Chén kìa. Lòng sắp bánh cuốn đây. Lòng lòng đây. Ủa bà, con khỏi có. Tới 10 người mà mình chưa tới 10 người thôi. À, con hồi nữa con ngồi sau. Lấy cái đồ thử cái miếng bò nha. Phải thấy kêu anh ba tới đây luôn mà nó kêu vậy cũng lỡ cỡ quá rồi anh ba cũng chuẩn bị đồ ăn ở đằng đó rồi. Qua đây hả? Kêu thì chiều ảnh đi lại ảnh cái nó kêu không ngon thì chiều gặp mình kia. Và anh ở đây uống nhiều rồi qua anh đó anh uống mấy ngày sao? Uống anh uống ba sao? Thôi bây giờ lỡ dở rồi. Lỡ rồi, tại anh ba báo cũng chuyện nó tính đó rồi. Hỏi gì này, gót gì ta? Hỏi lên coi. Có nước không? Nói thôi thôi để ngày nó nước ngày gặp anh ba đi. Anh Tiến nói là thôi vào chơi nay đi. Khỏi đi. Ừ, chiều đó là còn. Chiều đó có rồi. Chiều đó. Ở chỗ này có đổ chưa? Có đổ chưa kìa, chú này. Rồi. Chúc mừng năm mới. Ông là chính bị chỗ mà nó. Chúc sinh nhật má. Cứ rồi.
Thế còn thì lên nó ổng xuống rồi ổng về đó phải 5-10 ngày ổng mới lên. Bữa thứ 6 rồi vậy. Nó lấy cái muỗng để chăn nước mắm không ăn. Thằng này công nhận nó dành chỗ nhanh nè, có bỏ ra chỗ khác không? Tầm hoài trời. Đẻo nha. Ừ vậy đi. Cái món này chấm đồ nướng cái gì ta? Ừ, nó rắc đồ nướng à. Lấy cái khố nước mắm nó như rồi. Cứ bằng thoải mái đi nha, tự nhiên nha. Mày chấp, này là tụi nó đòi đi nhà hàng. Này Bồ Tát á chứ. Nhà hàng vậy đó, ở nhà, nhà hàng. Làm cho rồi, nhà hàng vô nóng được thằng kia, nó mẹ nó quậy, không có lâu mới ăn được. Thôi đi nhà hàng lắm, bị đi chủ nhà bị đi con. Mà đem cá lóc lên sớm mà. Không, để ăn cá gì đó, nó ăn cháo, này món này ăn cháo, cháo ăn cá lóc. Nó lẹt ra bữa nay toàn những bánh. Bò chấm Bồ Tát á chị. Chấm Bồ Tát, chấm nước mắm, chấm muối tiêu, chấm nước tương, lấy nước tương. Chấm nước tương cũng được. Em khoái. Thế nào? Chấm này uống đi. Chấm này đi. Đó. Rồi, thịt nướng. Thịt nướng lấy ngắt miếng thịt nướng ở này cho con tâm con. Đó để đi ăn sắp tới mà, cho anh em. Bữa thứ 6 á, đi đến cái chỗ mà có quá nhiều dầu á. Lúc trước mua đến nhà anh hai dạo hẹt mua một mẹt đó hả?